gửi Zalo của bạn là nếu là anh, đây là con chim trống mình sẽ gửi cho bạn. Đó. Các bạn thân mến, như vậy là lại một lần nữa Văn Thao ở Ba Vì thuộc trại chim cu gáy miền Bắc cũng sẽ lên tiếng bởi qua cái thời gian vừa qua thì cũng có một số khách hàng của mình và cũng dấy lên một cái vấn đề về cái chủ đề con chim cu gáy và con chim đặc biệt là con chim cu gáy non các bạn bón bộ. Thì hôm nay cái video này mình sẽ giải quyết những cái câu thắc mắc đó cho nhiều người để mình đỡ phải trả lời qua điện thoại. Và đây cũng là một cái những cái có thể nói là những cái bí quyết mà cũng có những cái có thể nói là những cái chia sẻ. Thứ nhất là các bạn thấy đây trên màn ảnh nhỏ các bạn, đây là một cái mẹt nhỏ và đây là cái những cái vấn đề mà các bạn nuôi chim cu gáy non các bạn gặp phải. Thì trên đây là một cái bóng bóng này nó gọi là cái bóng úm úm gà. Thì với cái công suất của cái bóng này thì nó sẽ là 100W. Và đây là cái hộp của nó đây. Các bạn có thể thấy là thương hiệu như thế này, sản phẩm đây. Thì bóng của nó là 100W. Nếu như các bạn nuôi chim á, cái khi nó đã đủ lông đủ cánh rồi các bạn lên để trên cái sàn cách mặt đất như thế này. Và trên cái mặt sàn các bạn để những cái que bậu như thế này. Tác dụng là gì? Chim nó sẽ đi phân ra và nó sẽ gì nọt xuống dưới và con chim nó sẽ bậu của trên những cái que đó để nó luyện cơ chân gân. Các bạn có thể thấy con chim đang dang cánh ra đấy. Đây là cái nhiệt độ theo như nghiên cứu mình đặt cái nhiệt kế vào bụng con mẹ của nó thì nhiệt độ của con chim cu gáy lúc nào cũng trên 30 độ. Lúc nào cũng trên 30 độ. Đặc biệt là như cái lúc nó còn chưa kín lông ở người. Khi các bạn nuôi chim non mà các bạn thường các bạn gặp phải là các bạn sẽ để nó trong một cái hộp hoặc cái ấm ủ hoặc là một cái gì đấy. Thường là các bạn đi và đi làm, sau đó là về thì cái phân của nó đi ra và nó tạo ướt, nó sẽ ướt cái ổ nằm đó và cái độ khi nó ướt nhiều lần thì nó sẽ thấm thấm ngược lên, nó làm cho con chim nó bị bết lông hoặc là nó bị viêm viêm phổi, nó lạnh lạnh người. Thì các bạn khi mà nó tòe tòe lông sim thì các bạn lên để nó lên sàn như thế này và có que bọng và thắp bóng sưởi. Cái bóng này mình mua trên thị trường là 40.000. 40.000, cái bóng này có trị giá có 40.000 thôi. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất là để cho con chim nó đảm bảo nhiệt độ, nó không bị lạnh bụng. Thường nó lạnh bụng nó sẽ đi ỉa. Lạnh bụng nó sẽ rù 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 và nó sẽ đi ỉa. Cái thứ hai là mình để nó thoáng như này và mình thắp sưởi như này thì con chim nó sẽ vận động trong cái không gian rộng. Và cái cơ cánh nó giãn ra và chân nó được bộ nó co quắp, nó luyện gân luyện cơ thì con chim nó sẽ không bị liệt mà con chim nó sẽ nhanh, lông mượt, trơn bóng. Đó là hai cái yếu tố mà các bạn nên để ý. Một trong những cái vấn đề nữa mà các bạn tốn rất nhiều điện thoại gọi cho Thao đó là đây, các bạn có thể nhìn thấy là gì, rõ ràng là đây là những con chim này nó đã đang mổ, học mổ đó. Thì trên cái sàn chuồng các bạn nên kiếm cho mình một cái khay khay bằng 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 mẹt như thế này. Cái mẹt này mình mua là 20.000, ra các cửa hàng bán cái đồ mây tre rổ giá nọ kia, hàng khô hàng hàng đó. Và trên cái sàn thì các bạn nên để một cái khay như thế này.
nó có nước hay đá, nhưng mà các bạn để nước đây thì khi con chim nó ăn cám nhiều nó sẽ khát và nó sẽ di chuyển trên cái sàn này, thì nó sẽ gì dẫm vào cái nước và vô tình gì nó rỉa rỉa cái chân, thì nó phát hiện là đây là cái nguồn nước và nó sẽ biết đây là cái máng nước nó uống. Và khi giai đoạn này các bạn nó đã biết biết tìm nước uống rồi thì sau này các bạn cho vào lồng, các bạn cho vào cống thì nó mới có thể là tìm nước và uống được. Đây là cái giai đoạn giao thời rất là quan trọng. Các bạn thường là không biết tập cho nó như thế này là biết tập một. Cô chị dù gì thì đã đi trước và sẽ làm tiếp bước cho cô em. Trong một cái lượng chim như thế này, các bạn thân mến, là mình đã đánh dấu và theo đôi theo cặp của nó hết rồi. Thế nhưng mà như con chim này thì nó đã biết mổ rồi, thì nó sẽ gì, nó ra đây nó sẽ mổ và nó sẽ dạy con này, nó dạy con này dạy xong rồi thì con này sẽ quay ra dạy những con non hơn ở trong này. Vậy vì chi là cái thế hệ chim của mình lúc nào nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ tự học mổ, biết mổ đấy. Thì các bạn huấn luyện cái việc cho chim tự mổ là cái việc rất khó. Thường các bạn có hai con các bạn nuôi á, thì các bạn không biết cho nó mổ, thậm chí là lúc bón các bạn không biết tạo cách cho nó há mồm, thì thường là các bạn sẽ gặp một vài cái nỗi, ví dụ như là nó sẽ bị gì tràn vào dịch phổi hoặc là nó bị chặt vào cổ họng, làm cho con chim nó rù rù và nó chết dần chết dần. Các bạn phải quan sát cái con chim mẹ nó bón như thế nào thì các bạn sẽ tập, các bạn bón cho con chim non của mình như vậy, thì đấy là cái vấn đề thành công. Còn các bạn gì, các bạn lên nếu như các bạn muốn chắc ăn khi các bạn mua chim non của bên mình hoặc của bên khác, các bạn nên đặt luôn một cái túi cám và một bộ xi lanh bón. Ở đây thì mình dùng cái xi lanh như thế này. Các bạn có thể thấy là đây là cái xi lanh như này. Và đây cũng là một trong những cái bí quyết là cái đầu đây là bằng cao su. Nó rất là mềm. Và mình đầu tư hẳn một cái máy ấp cũng như một cái máy nghiền cám. Cái máy nghiền cám của mình nó nhỏ như, cái bột của nó nhỏ như là bột nhỏ nhất có thể. Thì khi các bạn dùng cái xi lanh như thế này, các bạn bón nó sẽ không bị tắc xi lanh. Và các bạn bón nó cực kỳ là loãng. Nó loãng như thế này. Nó loãng như thế này. Đó. Thì các bạn chim non thì nó cần rất nhiều nước. Nếu như anh em nào mà nuôi chim cu gáy sinh sản, anh em có thể biết là cái thời gian nó mớm cho con nó ấy, thì cái cống nước là cạn rất nhanh. Bởi vì là khi nó ăn xong thì cái lượng nước nó có thể là gấp 2 lần so với cái lượng thức ăn chứa trong rìu, thì nó mới tiêu hóa hết được cái chỗ đấy. Nên là thường các anh em khác bón chim non là các anh em không nắm bắt được cái điều đấy. Các anh em bón chột sệt và đến lúc lần thứ hai các anh em quay lại bón thì gì? Sờ vào cái rìu là thấy nó hơi cuộn, cứng. Anh em lại không hề biết, các anh em lại bón tiếp cái lượng cám sột sệt tiếp theo vào, thì lúc nào cái thể tích diều nó cũng bị chứa một cái lượng cám tồn đọng trong đấy. Thức ăn vào trong diều một thời gian mà nó không tiêu được hết thì nó trở thành gì, nó quá cái thời gian ngấu thức ăn thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến con chim. Nên các bạn lên bón với cái, nếu như các bạn sột sệt rồi thì các bạn phải cho bón nước cuối cùng. Còn nếu như các bạn theo cái cách của bên cơ sở chim giống Vũ Văn Thao là số điện thoại là 0163 530 5982, với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, thì các bạn lên không đáng là bao nhiêu cả, các bạn nên mua một cái bịch cám của bên mình và một bộ bón, đồng nghĩa với các bạn là bón thì mình sẽ hỗ trợ với cái kỹ thuật tối đa nhất có thể để tránh cái việc rủi ro. Cái xác suất mà những người nuôi chim non không thành công là chiếm tương đối. Đâm ra thường là các anh em là
không nắm bắt được cái kỹ thuật đó và để hao hụt mất chi non của họ thì thật là rất là tiếc đó. Bởi vì là các bạn cứ nghĩ là sẽ nuôi được nhưng thực tế là không phải. Thực tế là khi con chim non nó được mẹ nó bón thì trong cái nước dãi của con mẹ nó sẽ có chữ những cái có những cái enzyme, có những cái tiêu hóa rất tốt. Và con chim mẹ nó bón theo một cái định nghĩa là nó bón theo một cái đây là nó bón theo một cái định nghĩa của nó rất khéo, không no quá, không đói quá, lúc nào trong diều cũng có. Kể cả nó bón nguyên cả hạt thóc nhưng con chim non vẫn tiêu được. Đấy. Thì đây là cái cám mà bên cơ sở mình có máy nghiền và cái pha trộn theo công thức của mình. Công thức như thế nào thì cũng xin mạn phép là nếu như anh em nào muốn biết thì có thể có thể là chia sẻ với mình sau, lấy chim hoặc là gọi điện cho mình. Bởi vì cái này thì nó mỗi người mỗi quan điểm. Trong cái này có rất nhiều những cái thành phần về kháng thể, thành phần về vitamin, và thành phần về phòng và chống đi ỉa, liệt chân, phát triển lông và phát triển mỏ, chất sừng và chống ẩm, chống húc. Thì mình có máy thì lúc nào hết thì mình nghiền một 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 vài cân, 5 cân, 3 cân. Mình dùng hết thì mình lại nghiền. Và trước khi nghiền mình bao giờ mình cũng làm khô ráo và sạch sẽ. Thì tới đây mình sẽ phát triển cái cá bón cùng với cái chim non. Thì nếu như anh em nào mua chim non của bên mình thì mình sẽ cũng có thể là hỗ trợ. Trở lại vấn đề thì các em thân mến, là tại sao nhiều người không hiểu và cũng không nắm bắt được cái kỹ thuật. Thì các bạn có thể thấy là khi cái bóng này các bạn nắp thì các bạn nắp tầm cao cách cái mặt sàn con chim nằm á, rơi vào khoảng 18 đến 25 cm. Khi các bạn đưa tay vào đây, tôi thì tôi đã thử bằng nhiệt kế rồi. Các bạn đưa tay vào đây, đó. Các bạn đưa tay vào đây, nó ấm ấm, đó. Thì gì? Không có một con chim nào bậu đây cả, chứng tỏ nó vẫn hơi thấp. Đấy, thì các bạn nên để cao thêm một chút nữa. Các bạn để cao thêm một chút nữa. Và khi không gian rộng như thế này thì gì? Những con chim nó sẽ tìm một vị trí thích hợp để nó tìm cái nhiệt độ thích hợp ứng với cái cơ thể của nó. Nên các bạn không nên đậy nắp, không nên để vào trong cái hộp, cái thùng hoặc cái ấm ủ. Làm như vậy chim sẽ bị liệt và chim sẽ bị viêm phổi hoặc là bị bết lông hoặc là sẽ chậm lớn. Thì kính thưa các bạn, là hy vọng rằng cái video này của cơ sở chim giống duy nhất và lớn nhất ở ngoài miền Bắc sẽ góp phần thêm một cái kinh nghiệm, một cái chia sẻ cho tất cả các chú, các bác, các ông và các anh em yêu chim cu gáy tại miền Bắc. Nếu có gì không phải hoặc những ai đó nghe video này và thấy bổ ích thì hãy đăng ký kênh và tiếp tục đón nhận những video tiếp theo của Thao. Còn nếu như ai đã biết rồi thì mong cũng thông cảm và cũng coi như đây là một đó. Các bạn thấy không? Chim nó xòe cánh ra. Đây là như kiểu nó đang sưởi, sưởi nắng, sưởi ấm. Những con chim mà nó đủ nhiệt độ thì bao giờ nhìn nó cũng giòi giọi. Nó lông trơn, nhanh, bóng mượt. Đó, anh em có thể thấy là gì? Đây là những con chim nó rất là khỏe. Đấy, nó rất là khỏe. Sờ vào nó lúc nào cũng thấy ấm. Đó. Đó, đây đó, đó. Các bạn thấy rất là ấm áp đấy. Thì thường là những cái con chim như này là mình huấn luyện cho nó biết nào 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 tấp tấp, nó sẽ theo để nó đón nhận thức ăn rồi đó. Các bạn thân mến, đó thì đây là cái tư thế mà mẹ nó bón cho con nó như thế này đó. Thì các bạn làm nào các bạn bón giống mẹ nó như thế. Trên một số video trước thì các bạn mình đã hướng dẫn rồi.
thì có cái gì đâu, khi nó hay háy cái mồm thì các bạn, những cái con mà nó không chịu há thì các bạn để nó đói và các bạn cho nó gì, cho nó học theo cái con nó đã biết há mồm rồi, khi nó đói nó bao giờ nó có cái xu thế là nó nhao nhao, thì các bạn tay các bạn dẫm nước các bạn đưa vào mỏ này thì bắt đầu là nó được một tí nước, bắt đầu nó uống thì nó biết là à đây là ông này cho mình ăn thì nó sẽ há mồm. Các bạn ai mà nói chim chim này mà không há mồm là các bạn sai lầm, bởi vì các bạn không biết cách làm cho nó há mồm. Với mình con nào mình cũng làm cho nó há mồm được đó. Và cái chim này thì có một cái đặc điểm khác là con chim này là nó dòng chim này với chim bồ câu nó cái dòng gọi là, và nó gọi là diều này là diều ngoài, còn những con chim loài chim như chim chòe chào mào thì nó là diều trong, nó ăn rất ít, nhưng loại chim này nó ăn rất nhiều và thường là diều nó chứa vô tận. Các bạn bón xin anh không biết ngưỡng này, các bạn bón no quá nó sẽ bị vỡ diều bội thực, và có những con là nó biết ợ ra, nó tự nó ợ ra. Thế thì hy vọng là cái video này sẽ củng cố thêm về cái lượng kiến thức cộng đồng về cái chủ đề con chim cu gáy. Cái trại chim của bên mình thì hiện giờ là cung cấp chim giống toàn quốc, và các bạn có thể là chuyển vào cái số tài khoản là 2210 205 156 681. Chủ tài khoản là Vũ Văn Thao, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Ba Vì. Khi các bạn chuyển khoản xong thì các bạn có thể là để lại cho mình duy nhất cái số điện thoại. Mình hệ thống văn phòng tại Mỹ Đình của mình sẽ tìm cái nhà xe gần nhất về đến khu vực nhà bạn và sẽ gửi cho các bạn. Cách thứ hai là các bạn gửi nhà xe từ các bạn, ví dụ như các bạn ở Cao Bằng thì các bạn tìm xe đi từ Cao Bằng về Hà Nội và gửi tiền cho nhà xe, đồng nghĩa việc gọi điện cho bên mình là cho mình thông tin số nhà xe thì bên mình sẽ tìm đến nhà xe và giao giao chim cho các bạn theo đúng yêu cầu. Thì bên mình hứa sẽ đảm bảo đúng yêu cầu uy tín và chất lượng. Trong quá trình giao dịch thì các bạn có thể là liên hệ thẳng cho số điện thoại của bên mình là 0163 5305 982. Các bạn yên tâm là chim của bên mình thì bố mẹ giọng rất là hay, thường là giọng thổ hoặc là pha thổ 85%, và những con chim khách, con chim bố mẹ nó đã đẻ ra nhiều năm già dặn đó. Thì với cái cách thức trên thì các bạn có thể thấy là gì, hiện là mình đã đầu tư máy ấp nó đã thành công. Đây là con chim mái và đây là con chim trống đang ấp ở trên đó, và bên này cũng vậy thôi. Cái con chim ở trong đây nó đang ấp đó, đó. Các bạn thấy chưa? Thì trên cái quy mô là hai cái trang trại với cái lượng đầu chim tính đến hàng trăm hàng ngàn con thì anh em yên tâm là cái lượng chim của bên mình cung cấp ra thị trường đến giờ phút này là lớn nhất cả nước. Các bạn ở miền Nam, ở miền Tây, miền Trung thì các bạn lên mua những con chim nó đã biết mổ rồi, biết tự ăn rồi, thì bên mình đã có cái bao bì quy cách là đóng thức ăn và nước uống sạch sẽ gọn gẽ vào trong đó và nó có thể sống được ở trên đường 1 tuần rồi. Còn nếu các bạn muốn mua chim non bón thì bắt buộc các bạn phải nhờ người thân đi trên xe và mình gửi theo bộ xi lanh bón cùng với nước và cám. Thì cứ sau 4-5 tiếng các bạn bón cho nó một lần. Sau 36 tiếng, 40 tiếng là các sẽ vào đến miền Nam, miền Tây của các bạn. Hoặc là các bạn gì? Các bạn đặt vấn đề với các nhà xe ở trong, các bạn đi ra ngoài Hà Nội, bất kỳ bến xe nào hoặc trung tâm chỗ nào gần Hà Nội. Văn phòng bên mình sẽ giải quyết tất cả những cái hỗ trợ tất cả những cái bạn. Mình đã chuyển vào Cần Thơ, Cà Mau và trong thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Gia Lai, cũng như Bình Định, cũng như tất cả những cái mọi miền trên Tổ quốc, mình đã chuyển thành công phủ sóng toàn bộ.
cả nước, thì anh em yên tâm là nếu như mà đảm bảo chuyển xa thì mình mới chuyển cho các bạn, còn nếu không đảm bảo thì mình cũng mong các bạn là lấy ở những chỗ gần các bạn. Bởi vì làm con giống này nó phải có tâm và đức. Nếu như các anh em mà không tin thì thôi, mà đã tin tưởng thì cứ hãy yên tâm, bên mình sẽ phục vụ sát sườn. Thì trên đây là cái video nói riêng về cái kỹ thuật và những cái vấn đề gặp phải khi mà nuôi chim non, cũng như giới thiệu sơ sơ về cái cơ sở bán cung cấp chim giống, chim cu đất, chim cu ta thuần chủng, gọi là cu cườm, một số của duy nhất lớn nhất của cái trại chim của mình. Mình tên là Vũ Văn Thao, tại ngoài miền Bắc, với cái địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0163 5305 982, và cái văn phòng tại Mỹ Đình, Hà Nội là cái số điện thoại là 0979 888 000. Các bạn sẽ liên hệ và đặt vấn đề, bên mình sẽ phục vụ cũng như tư vấn tất cả những cái kỹ thuật cũng như cái chuyên môn, để cùng với cộng đồng những người yêu con chim cu cảnh, con chim cu gáy này, tạo thành một cái sân chơi bổ ích, góp phần giải trí về mặt tinh thần cho đặc biệt là các bác đã về hưu và một số những anh em trung niên, anh em thanh niên. Cái lượng người chơi chim cu gáy và những con chim đa đa mình thấy là rất là nhiều. Đó. Và hy vọng rằng video này sẽ có phần bổ ích cho một số người. Một lần nữa xin chúc sức khỏe tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm cái kênh chim cu gáy hay của mình. Hãy nhớ rằng hãy đăng ký kênh và gọi điện cho bên mình để tiếp tục đón nhận những cái kỹ thuật cũng như cái chia sẻ của mình trên cái diễn đàn cộng đồng chim cu gáy hay. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.